Thưa quý vị, 8 giờ sáng mai ngày 8 tháng 12, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 sẽ chính thức được khai mạc. Đến thời điểm này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chuẩn bị mọi công tác về an ninh an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đối tác đến tham gia triển lãm. Đây là khu vực triển lãm có tổng diện tích hơn 50.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 20.000 m2. Đến thời điểm này, công tác hậu cần, hạ tầng kỹ thuật phục vụ các đơn vị tham gia triển lãm đã hoàn thiện sẵn sàng bảo đảm cho các sự kiện diễn ra trong 3 ngày. Công tác kiểm tra an ninh cũng được các đơn vị của Bộ Quốc phòng kiểm soát nghiêm ngặt. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cao su, trong đó có cả các loại dùng cho máy bay chiến đấu của tập đoàn Sukhoi, các giải pháp về công nghệ. Chúng tôi đến đây mong muốn được hợp tác với các đơn vị của Việt Nam. Công tác tổ chức của nước chủ nhà rất tốt, mặc dù vẫn có một số quy định nghiêm ngặt, nhưng ban tổ chức vẫn tạo điều kiện rất tốt để chúng tôi tham gia triển lãm. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức với mục đích tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, quảng bá tuyên truyền năng lực tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 45 đoàn chính thức đăng ký sang Việt Nam và dự triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.